thì nãy giờ mình đã minh họa cho các anh chị xem xong hết những cái điểm này rồi. Và có phải là mỗi một ngày á là mình nước của mình từ đâu mà có phải là từ những ngày mà mình sinh hoạt, mình tắm rửa và mình thải ra cái nước đó, và từ trên núi người ta sẽ thải nước xuống đúng không ạ? Thì trên núi có phải là người ta có nuôi heo, có chăn nuôi, và có ở trên Đà Lạt, giống như trên Đà Lạt thì người ta có phải là có trồng trồng này trồng kia, thì tất nhiên là sẽ có phun thuốc đúng không ạ? Người ta trồng chè trồng trà đi nữa cũng có phun thuốc, thì những cái thuốc đó họ cũng chảy theo dòng nước từ cái nước suối. Nhiều người nói dùng nước suối rất là tốt, nhưng mà những cái nguồn nước suối đó đã bị nhiễm độc tố rồi, nhiễm những cái độc tố kim loại và đã bị nhiễm những cái thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật đúng không ạ? Thì mỗi một ngày khi mà những cái nước sinh hoạt này nó thải ra, đồng thời là những cái nhà máy xí nghiệp cũng sẽ thải ra những cái nước bẩn đúng không ạ? Thì đây đây là cái nước mà mình ví dụ như là mỗi một ngày những cái sản phẩm mà nó trong cái công xưởng thải ra, thì các anh chị xem cái này phân tử rất là nhỏ, thì dù cho mình muốn rửa ra thì cũng rất là khó rửa được đúng không ạ? Cái tay của mình bây giờ biến thành rất là đỏ rồi đó, thì bây giờ cái nước này biến thành nước màu đỏ rồi, thì những cái phân tử này rất là nhỏ, mà một tí mình xem là cái khả năng lọc của nó tới cái hiệu quả như thế nào. Thì tiếp tới mình sẽ để những cái nguồn nước bẩn từ những cái xí nghiệp thải ra. Đây là nguồn nước bẩn từ trong xí nghiệp thải ra đó. Có bao giờ mà các anh chị á mở nước ra mà cái nước chảy là như vậy không? Nhà mình thì không có bẩn đến như vậy, nhưng mà nếu như mà 3 ngày mà đi du lịch không có mở nước á, thì mà về nhà là mở ra cái nước cung tên này á, là biến thành nước cung tên màu vàng luôn. Xong rồi mình sẽ để chút xíu giấm, giấm là minh tượng trưng cho nguồn nước, mà nếu như mà có cái mùi hôi á rất là nặng, thì nếu như mà trong nước mà có mùi hôi như vậy các anh chị có dám uống không ạ? À? Nếu như mà mình không có dám uống đâu ạ. À. Thì đây đây là cái sản phẩm mà mình làm để minh họa thôi. Thì cái lõi lọc này á là sau khi mà đã sử dụng hết 1 năm rồi, thì bây giờ mình xem cái hiệu quả lọc của nó còn không ha. Thì mình sẽ dùng cái phễu để mình đổ cái nguồn nước này, mình sẽ đổ vô trong đây. Thì cái lõi lọc này là mình làm minh họa sản phẩm rất là nhiều lần rồi, cho nên các anh chị thấy được là cái lõi này nó đen đen vậy đó, nhưng mà nhỏ vậy đó, nhưng mà nó có vỏ nha. Thì mình sẽ dùng chút xíu, mình sẽ để lại chút xíu nước này để một tí mình sẽ dùng để so sánh ha. Mình sẽ để đây. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và bắt đầu mình xem cái sự khác biệt của nó như thế nào. Thì coi anh chị xem. Các anh chị xem cái nguồn nước. Tất nhiên là khi mà mình mua cái máy lọc nước này, mình sẽ không có cực, tại vì nó tự động mình mở vòi cung tơn là vòi nước là nó sẽ tự động chảy nước rồi. Đó. Cái này chỉ là mình minh họa cho các anh chị xem là cái hiệu quả lọc của nó như thế nào. À, cái này là đồ minh họa sản phẩm thôi chứ không phải là máy thực tế ha. Các anh chị thấy không ạ? À? Cái ly nước của mình nó đã đổi thành màu trắng rồi, thay vì là màu đen đúng không ạ? Đúng không? Hai ly nước này đã thay đổi màu rồi. Thì hồi nãy mình cũng có để chút đỉnh sản, cái này là cái dụng cụ thử clo đúng không ạ? Thì bây giờ mình cũng để chút xíu cái đồ thử clo này vô. Các anh chị thấy nguồn nước của mình hoàn toàn không có thay đổi màu. Thì có phải là cái khả năng lọc này của máy lọc nước này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và cái sản phẩm này, máy lọc nước này có thể lọc được 140 loại kim loại, và mình có thể lọc được rất là nhiều loại vi khuẩn, và mình có thể thử được mùi. Khi mà các anh chị dùng nước này thì các anh chị để ý là
uống vào cái nguồn nước rất là ngọt. Thì máy này á là nhà mình sử dụng hơn 10 năm rồi nhưng mà vẫn sử dụng tốt bình thường. Thì cứ 3 tháng nó sẽ xuống một nấc, bình quân nếu như mà gia đình anh chị 6 người thì bình quân 3 tháng sẽ xuống một nấc. Thì nếu như mà một năm, bình quân là một năm á, nó sẽ xuống, mình cần phải thay lõi lọc một lần. Nếu như mà anh chị sử dụng hơn 5.000 lít thì có lẽ là anh chị sẽ thay trước một năm. Còn bình quân là một năm mình chỉ cần thay lõi lọc một lần thôi. Thì cái máy lọc nước này mình chỉ là thay lõi lọc, còn bảo hành thì nó bảo hành 2 năm lận. Rất là tuyệt vời. Thì các anh chị có phải là cảm thấy gia đình mình thì mỗi ngày nguồn nước rất là quan trọng. Cơ thể mình hơn 70% là nước, đúng không? Được tạo bởi nước. Cho nên nếu như mà mình thiếu nước, đồng nghĩa với lại mình thiếu máu. Nguồn máu của mình cũng bị đặc và dễ gây ra bệnh tai biến. Cho nên nguồn nước rất là quan trọng. Nhưng mà để sử dụng nước sạch thì càng quan trọng hơn nữa. Và khi mà mình sử dụng gắn một cái máy lọc nước này thì tính ra một ngày nước của mình cũng không bao nhiêu tiền cả. Rất là tuyệt vời. Các anh chị hãy liên lạc với người mà giới thiệu các anh chị để tìm hiểu máy lọc nước Iprim. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại.